Hello, xin mến chào tất cả anh em và tất cả các bác. Ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lại làm video về cái sản phẩm lọc xì anh em nhé, DBX 231 và 231S của bên em. Cái sản phẩm này thì là hàng loại 1 em nhé, hàng chuẩn luôn và là hàng nguồn xuyến. Ok chưa? Hàng nguồn xuyến em nhé. Nếu mà các bác mà kiểm tra đấy không phải là nguồn xuyến đấy thì anh em trả lại nhé. Nguồn xuyến này nó rất là hay này, và chất âm của nó thì rất là ok, đặc biệt là con này nó có là lọc nhiễu luôn anh em nhé, lọc nhiễu rất là tốt. Thì trước thì bên em có bán cách đây 5 năm trước ấy, em có bán cái loại mà lọc xì mà nó có là nguồn vuông ấy, thì cái con đấy giá nó rất là rẻ anh em nhé, nó chỉ có tầm 1,1 triệu 1,2 triệu thôi. Nhưng mà cái đợt này thì bên em lại lấy về cái dòng nguồn xuyến này này. Đấy, cái sản phẩm nguồn xuyến này thì giá nó cao hơn, chất âm nó hay hơn và chỉnh nó nhạy hơn rất là nhiều. Cái sản phẩm này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 1,4 triệu đồng em nhé. Hàng này rất là đẹp. Tất cả thì nó, đây các bác có thể chia, con này nó chia ra làm hai kênh, Channel 1 và Channel 2 anh em nhé. Thì là mỗi một kênh này của nó thì nó lên tới là 31 cái cần gạt này này, 31 cần equalizer. Và những cái cần này của nó rất là khít anh em nhé, nó rất là khít. Và độ nhạy của nó thì rất là cao. Đấy, chỉnh rất là dễ, ở đây nó hiển thị hết tất cả các thông số này, các tần số ở trên cái con lọc xì này. Anh em có thể thấy là từ 20Hz này. Đấy, bắt đầu từ cần đầu tiên này, từ 20Hz mà chạy thẳng về cuối này nó lên tới là 20k, tức là 20.000 anh em nhé. Thì để nhận biết thế nào để anh em có thể chỉnh những cái tiếng bát, tiếng trung và tiếng check thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác có thể nhìn vào đây, chỉ trong khoảng tầm từ 20Hz này cho đến 200 thì nó sẽ là cái giải bát anh em nhé, giải trầm đấy. Từ 200 cho đến 2k này này, 2 ký này này thì nó sẽ là cái giải trung, và từ 2 ký cho đến 20 ký này đổ về sau này, đấy, đổ về sau này nó là cái giải cao em nhé, giải check thì rất là hay. Thì bên này thì em cũng có kết nối một con đây rồi, kết nối với cục đẩy em nhé. Thì mở lên để cho các bác cùng cảm nhận chất âm của con lọc xì này khi sử dụng. Anh em thấy không ạ? Khi sử dụng con lọc xì nghe cái tiếng bát rất là sâu, tiếng check thì rất là lợi, rất là tí tách, nghe rất là phê. Mặc dù ở đây em đang mở chỉ có một cặp loa thôi anh em nhé, chỉ có một cặp loa bát 30 thôi, nhưng mà chất âm của nó nghe rất là hay. Các bác cảm thấy nhiều check quá, anh em có thể giảm bớt check đi. Ok chưa? Nghe khác biệt chưa? Rất là dễ chỉnh và nghe rất là hay. Tăng check lên này, các bác thể thấy tăng lên tới đâu nghe khác biệt tới đấy luôn đúng không ạ? Giảm check đi này, anh em thấy nghe rõ ràng chưa? Giảm bass đi này, ok chưa? Đó, em sẽ tăng lên nhá, tăng bass lên này, tăng chỉ cần 3 cần lên thôi là nghe khác biệt hoàn toàn rồi. Các bác thể thấy đúng không ạ? Tăng check lên này, ok chưa? Tiếp đến thì đây là gai input đầu vào, chúng ta có thể mở to nhỏ ở trên đây anh em nhé. Ok chưa? À, to nhỏ trên con lọc xì này. Và âm lượng chúng ta để cho em tầm 12 giờ cho đến 1 giờ thôi. Đấy, thì là nó rất là hợp lý. À, chúng ta không nên để quá cộng 10 dB anh em nhé. Nếu mà chúng ta để cái đèn nháy này này, nó mà quá cộng 10 dB thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Ok chưa? Nút bypass. Đây là nút bypass anh em nhé. Rồi, hai nút này, hai nút bypass này. Ok chưa? Khi em nhấn vào thì như thế này nó sẽ là không sử dụng qua lọc xì. Các bác có thể nghe không sử dụng qua lọc xì thì nghe nó rất là bình thường đúng không ạ? Bây giờ em sẽ nhả ra. Nhả ra thì nghe tiếng khác biệt luôn nhá. Ok chưa? Nghe nó sâu lắng hơn rất là nhiều. Nhấn vào này. Đó, cảm thấy đuối đi đúng không ạ? Nó chỉ được tầm 80% thôi, 7-80% thôi. Nhấn ở nhả ra này. Khi sử dụng nó lên, nó phải đạt đến 10%, rất là hay. Tăng lên một chút này. Ok chưa? Nhả ra này. Như thế này chúng ta nhận biết là rõ hơn này. Ok chưa?
nhấn vào này, khác biệt chưa? À, nhấn vào này, nhấn vào thì tiếng nó rất là tối đúng không ạ, nghe rất là bí. Nhả ra nhá, em nó sẽ nhả ra thì tiếng nó sẽ bay bổng hơn rất là nhiều. Đó, ok chưa? Lao cắt là cắt âm trầm này. Khi mà chúng ta mà thấy nhiều âm trầm quá thì chúng ta sẽ nhấn vào em nhé. Còn đâu bình thường em sẽ nhả ra. Răng gơ, nhấn vào nó sẽ tăng âm trầm lên. Đó, nhấn vào nó sẽ tăng âm trầm lên. Còn đâu nhả ra thì nó sẽ giảm đi nhá, giảm âm trầm xuống. Đó, như thế này nó sẽ giảm âm trầm này. Nhấn vào nó sẽ tăng trầm lên, rất là hay. Thì ok, hôm nay lên cái video về cái sản phẩm lọc xì DVX231 này. Hiện tại bên em đang phân phối toàn quốc với giá là 1.400.000 đồng, bao ship và tặng dây dắt toàn quốc cho tất cả anh em. Quay mặt sau cho tất cả các bác cùng xem nhé. Đấy, mặt sau của con lọc xì này nó rất là đơn giản thôi. Đấy, cũng có cắm điện cắm nguồn này, công tắc tắt mở này. Đây là input nhạc vào này, ok chưa? Đấy, input nhạc vào chúng ta sử dụng bằng jack Kalong hoặc là jack 6 ly em nhé. Đấy, jack 6 ly, jack 6 ly. Khi em mua thì em tặng cho các bác rồi, cho nên anh em không phải suy nghĩ gì hết, tặng đầy đủ dây jack rồi. Ok chưa? Đường output cũng vậy, chúng ta sẽ kết nối xuống âm ly hoặc là cụ đẩy. Chúng ta sẽ kết nối vào cổng Kalong này hoặc là cổng jack 6 ly này. Đó. Hai cổng này là hai cổng out và hai cổng này là hai cổng in anh em nhé. Thì ok. Cái sản phẩm DVX này thì hiện tại em nói lại là 1.400.000 đồng. Thì anh em có nhu cầu muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Hàng đẹp, chuẩn cho tất cả anh em. Bao ship toàn quốc, ok. Xin chào và hẹn gặp lại.